Chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Goro. Trước hết xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ cho kênh trong thời gian qua. Nếu quý vị và các bạn nào chưa đăng ký, xin đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho kênh, để giúp cho kênh có thể lan tỏa được thông tin đến nhiều người hơn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn dự án vành đai 3 trên cao, đoạn từ Mai Dịch đến Nam Thăng Long. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì hạng mục lắp đặt vách chống ồn và 6 nhánh lên xuống đoạn vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch đến Nam Thăng Long đã hoàn thành và chính thức được thông xe, như các bạn có thể nhìn thấy trên video. Việc thông xe 6 nhánh lên xuống là niềm vui mừng của người dân thường xuyên lưu thông trên đoạn đường này, giúp cho các phương tiện lưu thông được dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng, góp phần làm giảm ách tắc giao thông trong giờ cao điểm tại các nút giao thông trọng điểm như Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, khu đô thị Nam Thăng Long. Các nhánh lên xuống được thiết kế một chiều xe chạy, gồm một làn xe cơ giới rộng 3,5m, một làn dừng khẩn cấp rộng 2m và giải an toàn bên trong rộng 0,5m. Nhánh lên xuống ở khu vực Hoàng Quốc Việt dài 247m, khu vực Cổ Nhuế dài 330m và khu vực Nam Thăng Long dài 222m. Bây giờ xin mời các bạn cùng với tôi đi dạo vòng quanh dự án một vòng.
Thời điểm ghi nhận trên video là vào lúc 8 giờ 30 sáng. Tại thời điểm này, mật độ phương tiện lưu thông không cao cả đường trên cao lẫn đường bên dưới, do vậy không đánh giá được hết hiệu quả của dự án. Chúng ta hãy cùng chờ đón hiệu quả từ dự án này mang lại trong thời gian tới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video đến thời gian này. Nếu quý vị và các bạn thấy video này có ích, xin hãy like, share để có thể lan tỏa được đến nhiều người hơn. Nếu quý vị và các bạn nào chưa đăng ký, xin đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho kênh. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video lần sau.